Kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Sau đây là những nội dung chính có trong chương trình trực tiếp tối nay, thứ tư ngày 30 tháng 3. Trong thời kỳ tiền khởi nghĩa và trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Tuyên Quang đã vinh dự và tự hào khi hai lần được Trung ương Đảng, Bác Hồ cho là thủ đô khu giải phóng, thủ đô kháng chiến. Trải nghiệm lễ hội khinh khí cầu quốc tế lần thứ nhất năm 2022 tại Tuyên Quang. Khả năng thế giới đối mặt với tình trạng dư thừa vaccine ngừa COVID-19. Thưa quý vị, theo kế hoạch, 20 giờ tối mai 31 tháng 3 tại quảng trường Tân Trào, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ trở lại Tuyên Quang lãnh đạo toàn quốc kháng chiến. Các đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang, Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tới kiểm tra công tác chuẩn bị cho sự kiện đặc biệt ý nghĩa này. Cùng với phần lễ diễn ra trang trọng, có sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chương trình nghệ thuật với chủ đề Tuyên Quang nhớ mãi ơn người Hồ Chí Minh là điểm nhấn của lễ kỷ niệm diễn ra tối mai. Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu với 5 trường đoạn tái hiện thân thế cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có quãng đời thời gian Bác Hồ đã sống, làm việc, lãnh đạo cách mạng tại Tuyên Quang. Chương trình nghệ thuật thể hiện rõ niềm tự hào của quê hương Tuyên Quang, thủ đô khu giải phóng, thủ đô kháng chiến, thực hiện lời căn dặn của Bác khi người về thăm Tuyên Quang. Đảng bộ nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn đoàn kết, thống nhất, phấn đấu không ngừng và đạt nhiều thành tựu quan trọng. Bà con nhân dân xã Tân Trào và đặc biệt là thế hệ trẻ Tân Trào sẽ cố gắng phát huy cái truyền thống đó từ trong để lại để tiếp tục phát huy xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quê hương Tân Trào lịch sử ngày càng phát triển đi lên. Kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ trở về Tân Trào, chúng tôi tự hào, chúng tôi sẽ phải học tập, dạy dỗ, bảo ban các cháu để thành đạt. Để được những ngày này thì nhờ được Đảng, Bác Hồ dẫn dắt, vạch ra con đường cách mạng để cho người dân được ngày hôm nay được hòa bình, độc lập và tự do. Lễ kỷ niệm nêu bật ý nghĩa đặc biệt quan trọng của sự kiện ngày Bác Hồ trở lại Tuyên Quang, lãnh đạo toàn quốc kháng chiến, khẳng định vị thế chiến lược của Tuyên Quang, thủ đô khu giải phóng, thủ đô kháng chiến, những đóng góp của quân và dân Tuyên Quang chở che, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho Bác Hồ, Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành trung ương trong kháng chiến. Từ đó phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc, tạo động lực to lớn để nhân dân các dân tộc trong tỉnh nêu cao quyết tâm chính trị, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra, sớm hoàn thành mục tiêu đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đánh giá cao nội dung và công tác chuẩn bị của các đơn vị tham gia lễ kỷ niệm, cho ý kiến vào nhiều nội dung của chương trình, đảm bảo chất lượng nghệ thuật, để lại dấu ấn trong lòng mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ trở lại Tuyên Quang lãnh đạo toàn quốc kháng chiến sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 31 tháng 3 năm 2022 và được Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang truyền hình trực tiếp trên kênh riêng TTV và trên fanpage Tuyên Quang TTV và gần 20 đài phát thanh và truyền hình trong cả nước tiếp phát sóng. Sáng nay, tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang tổ chức khai mạc lễ hội khinh khí cầu quốc tế lần thứ nhất năm 2022 tại Tuyên Quang. Dự lễ khai mạc, về phía tỉnh Tuyên Quang có các đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang, Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành và lãnh đạo thành phố Tuyên Quang. Lễ hội khinh khí cầu quốc tế lần thứ nhất năm 2022 tại Tuyên Quang là hoạt động hưởng ứng chương trình phát động du lịch nội địa thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 với chủ đề Du lịch an toàn, trải nghiệm trọn vẹn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đồng thời là sự kiện mở đầu trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trở lại Tuyên Quang lãnh đạo toàn quốc kháng chiến, ngày 2 tháng 4 năm 1947, ngày 2 tháng 4 năm 2022 và năm du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2022. Lễ hội được tổ chức với sự tham gia của 22 khinh khí cầu tiêu chuẩn quốc tế, biểu tượng cho năm 2022, đến từ 7 quốc gia như Anh, Tây Ban Nha, Hà Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan và Việt Nam, hãng hàng không Vietjet đại diện,
do các phi công quốc tế dày dạn kinh nghiệm điều khiển. Lễ hội được tổ chức từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 3 tháng 4 năm 2022 tại các địa danh nổi tiếng của Tuyên Quang, quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang, quảng trường Tân Trào, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương và sân vận động thôn Nà Tông, xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình. Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Việt Phương nhấn mạnh, lễ hội khinh khí cầu lớn nhất Việt Nam tại Tuyên Quang chắc chắn sẽ mang lại cho quý khách cơ hội lần đầu tiên được mãn nhãn với những màn bay biểu diễn khinh khí cầu đặc sắc, hòa mình vào không gian thiên nhiên rộng lớn, hùng vĩ và hết sức ấn tượng. Giao lưu cùng đoàn phi công quốc tế, Hoa hậu Lương Thủy Linh và thưởng thức các đêm hội trình diễn ánh sáng, khinh khí cầu kết hợp với âm nhạc sôi động, tạo nên những bữa tiệc nghệ thuật độc đáo có 102. Ngoài các hoạt động trải nghiệm khinh khí cầu, du khách còn được khám phá Tuyên Quang qua những hoạt động và các tour điểm du lịch độc đáo, hấp dẫn như phố đi bộ, các hoạt động văn hóa nghệ thuật, trò chơi dân gian tại thành phố Tuyên Quang, khám phá hang động, thác nước, du thuyền và tham gia trải nghiệm tại hội thuyền kayak trên lòng hồ Na Hang Lâm Bình, tham gia khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, tắm suối khoáng Mỹ Lâm, thưởng thức các món ăn độc đáo riêng có của đồng bào dân tộc nơi đây. Tất cả tạo nên một mùa lễ hội khinh khí cầu, một du lịch để lại nhiều ấn tượng sâu sắc, những khoảnh khắc khó quên cho du khách khi đến với Tuyên Quang. Ngay sau lễ khai mạc, các vị đại biểu khách quý, nhân dân, du khách cùng tham quan và cùng trải nghiệm những đường bay ấn tượng của khinh khí cầu tại thành phố Tuyên Quang. Cũng trong sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp với Liên đoàn Lao động và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh tổ chức hoạt động về nguồn kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ trở lại Tuyên Quang lãnh đạo kháng chiến, 42 năm ngày mất Chủ tịch Tôn Đức Thắng và hoạt động với nhân dân ở cơ sở. Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Đoàn đã đến dâng hương tại nhà tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng tại xã Tân Trào và lán làm việc của Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại xã Trung Yên, huyện Sơn Dương. Tại chuyến hành trình về nguồn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh cùng các tổ chức chính trị xã hội đã trao 400 triệu đồng hỗ trợ 8 hộ nghèo trong đề án xóa nhà ở tạm, dồn nát hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. 100 triệu đồng hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn tại thôn Đồng Mà, xã Trung Yên, huyện Sơn Dương. Phát biểu tại chương trình, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nguyễn Hưng Vượng nhấn mạnh, với phương châm hướng mạnh về cơ sở, quan tâm chăm lo đến đời sống của nhân dân, đổi mới công tác vận động quần chúng theo phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Qua đó, khơi dậy tinh thần đoàn kết, tăng cường mối quan hệ mật thiết với nhân dân, thực hiện hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới. Đồng chí mong muốn từ nguồn lực được hỗ trợ, các hộ nghèo của xã sẽ sử dụng đúng mục đích, phù hợp, hiệu quả, tích cực phát triển kinh tế tại địa phương. Tại xã Trung Niên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội đã tham gia lao động làm nhà ở cho hộ nghèo và cùng nhân dân thôn Đồng Mà xây dựng, hoàn thiện tuyến đường bê tông nông thôn, góp phần thực hiện đề án số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Cấp ủy chính quyền của xã đã tuyên truyền vận động nhân dân các cái tổ chức chính trị xã hội chung tay góp sức để mà giúp nhân dân, góp phần cho cái nhân dân thuận lợi cho sinh hoạt đời sống cũng như là phát triển kinh tế hộ gia đình. Đây nó là những cái hoạt động là để hướng về nguồn và thứ hai nữa là cái hoạt động ba cùng với dân, nhưng nó cũng đồng thời là cái công trình để tri ân đồng bào của Trung Yên đối với cách mạng, đối với Bác Hồ và Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Thông qua cái hoạt động này thì là nó làm cho cái mối gắn kết máu thịt giữa mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội. Thông qua hoạt động đã tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa cán bộ, công chức, viên chức với người dân, tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực thi đua lao động sản xuất, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Chiều nay, đồng chí Hoàng Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tham dự buổi tổng duyệt lễ khai mạc năm du lịch tỉnh Tuyên Quang 2022 tại thôn Nà Tông, xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình. Lễ khai mạc năm du lịch tỉnh Tuyên Quang sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 1 tháng 4 với chủ đề du lịch Tuyên Quang an toàn, hấp dẫn, trải nghiệm trọn vẹn. Chương trình được tổ chức nhằm hưởng ứng chính sách mở cửa du lịch của cả nước, thúc đẩy du lịch Tuyên Quang, đặc biệt là việc quảng bá tiềm năng du lịch, thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào lĩnh vực này. Cùng với chương trình nghệ thuật mang chủ đề hương sắc Tuyên Quang, tại lễ khai mạc, tỉnh còn tổ chức đón nhận bằng xác nhận lễ hội khinh khí cầu lớn nhất Việt Nam của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam. Nhân dịp này cũng có rất nhiều các hoạt động hưởng ứng năm du lịch tại Lâm Bình như lễ hội trình diễn ánh sáng khinh khí cầu, lễ hội khinh khí cầu, đua thuyền kayak. Góp ý vào chương trình, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Việt Phương đánh giá cao sự chuẩn bị của các diễn viên, đạo diễn chương trình. Đồng chí nhấn mạnh, là một trong những hoạt động chính của năm du lịch tỉnh Tuyên Quang, qua các tiết mục nghệ thuật, lễ khai mạc cần nêu bật chủ đề của năm du lịch
giới thiệu quảng bá thế mạnh du lịch của tỉnh Tuyên Quang. Trong thời kỳ tiền khởi nghĩa và trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Tuyên Quang đã vinh dự và tự hào khi hai lần được Trung ương Đảng, Bác Hồ chọn là thủ đô khu giải phóng, thủ đô kháng chiến. Nhiều tên đất, tên làng nơi đây đã in đậm dấu chân vị cha già kính yêu của dân tộc Hồ Chí Minh. Tháng 5 năm 1945, Bác Hồ rời Bắc Bó, Cao Bằng về Tân Trào, Sơn Dương. Tại đây, đầu tháng 6 năm 1945, người đã chỉ đạo thành lập khu giải phóng, lấy Tân Trào làm đại bản doanh và Tuyên Quang trở thành thủ đô lâm thời khu giải phóng. Tại Tân Trào, đã chứng kiến quyết tâm sắt đá của lãnh tụ Hồ Chí Minh. Lúc này, thời cơ thuận lợi đã tới, dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn, cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập. Và nhiều sự kiện lịch sử trọng đại có ý nghĩa quyết định đối với vận mệnh của dân tộc. Từ Tân Trào, lệnh tổng khởi nghĩa đã được truyền đi. Nhân dân trong cả nước đã nhất tề đứng lên khởi nghĩa, làm nên thắng lợi vĩ đại của cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945. Trước khi rời Tân Trào về Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dự đoán cuộc chiến còn tiếp diễn. Vì dã tâm xâm lược nước ta của thực dân Pháp chưa dừng lại ở đó. Do vậy, người đã cử cán bộ ở lại tiếp tục củng cố khu căn cứ địa Tân Trào. Đúng như sự tiên đoán của người, thực dân Pháp không từ bỏ âm mưu, đã trở lại xâm lược nước ta lần thứ hai, và Tân Trào Tuyên Quang một lần nữa được Bác Hồ, Trung ương Đảng chọn làm căn cứ địa, thủ đô kháng chiến để lãnh đạo cuộc kháng chiến kiến quốc. Bác hỏi tôi là cuộc kháng chiến cả nước bùng nổ, thì chú liệu là thủ đô Hà Nội ta giữ được bao nhiêu lâu? Tôi đáp là thưa bác, có thể giữ được một tháng, sau này là giữ được hai tháng. Bác lại hỏi, còn các thành phố khác? Tôi đáp là có thể lâu hơn. Bác lại hỏi là thế còn vùng nông thôn thì thế nào? Tôi nói vùng nông thôn dĩ nhiên ta giữ được, ta giữ vững được. Bác trầm ngâm một lúc rồi nói thôi được, ta trở lại Tân Trào. Sau ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, tháng 2 năm 1947, chính phủ quyết định chọn Tuyên Quang làm trung tâm căn cứ địa Việt Bắc an toàn khu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận và các cơ quan trung ương. Ngày 2 tháng 4 năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh về làng Sào, xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương. Đây là nơi ở làm việc đầu tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi người trở lại Việt Bắc để lãnh đạo cuộc kháng chiến. Khi cuộc kháng chiến toàn quốc nổ ra vào năm 1947 thì Tuyên Quang dường như về thấy là về mặt tức là một khu rất an toàn, và ở đấy có cái một cái điều rất thuận lợi là ở đấy có những dòng sông tạo ra được cái đầu mối giao thông giao lưu như thế. Tất cả những cái vận chuyển của các cơ quan các bộ ấy, thì đều theo cái dòng sông Lô, sông Gâm, sông Lô để đến được cái vùng căn cứ địa của mình. Tại làng Sào, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị cán bộ Trung ương Đảng, rút kinh nghiệm những tháng đầu toàn quốc kháng chiến, tiếp tục khẳng định đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinh của Đảng ta, và Tuyên Quang trở thành thủ đô khu kháng chiến của cả nước. Tuyên Quang đã trở thành địa chỉ đào cách mạng, được nhân dân các dân tộc trong tỉnh qua các thế hệ trân trọng, nâng niu, gìn giữ, trở thành mạch nguồn trên mỗi bước phát triển của quê hương. Từ sáng sớm nay, rất nhiều người dân đã có mặt ở khu vực quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang để tham gia lễ hội khinh khí cầu quốc tế lần thứ nhất năm 2022. Với thông điệp Tuyên Quang, điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn, tỉnh kỳ vọng lễ hội khinh khí cầu là điểm nhấn nổi bật cho năm du lịch Tuyên Quang, góp phần thực hiện mục tiêu đón trên 2 triệu lượt du khách trong năm 2022. Những chiếc khinh khí cầu đa sắc màu xuất hiện trên bầu trời thành phố Tuyên Quang. Lễ hội khinh khí cầu quốc tế lần thứ nhất năm 2022 được nhiều người đón đợi và vô cùng hào hứng với cơ hội trải nghiệm ngắm thành phố từ trên cao với nhiều hình ảnh độc đáo. Hàng ngàn người dân và du khách đã đổ về khu vực quảng trường Nguyễn Tất Thành, phấn khích trước sự kiện mới lạ này. Quý vị và
và các bạn, tôi đang có mặt tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang. Tại đây thì quý khách có cơ hội trải nghiệm dịch vụ bay treo, bay tự do trên khinh khí cầu dưới sự điều khiển của những phi công quốc tế dày dặn kinh nghiệm và hòa mình vào không gian thiên nhiên rộng lớn. Và ngay bây giờ hãy cùng tôi trải nghiệm cảm giác bay trên khinh khí cầu ngay bây giờ. Chị là lần đầu tiên được trải nghiệm bay khinh khí cầu thì mình có cảm giác như thế nào ạ? Tôi cảm thấy rất là, thực sự rất là vui và ngắm nhìn cái khung cảnh phía trên cao này, ngắm nhìn thành phố Tuyên Quang. Khung cảnh rất là đẹp và thực sự rất là hồi hộp. Và hy vọng là ngày hôm nay với thời tiết như thế này thì cũng sẽ có rất nhiều người được trải nghiệm như mình. Đông đảo người dân chụp hình check-in tại địa điểm diễn ra lễ hội. Với nhiều người, đây là lần đầu tiên họ có cơ hội thấy một chiếc khinh khí cầu ngoài đời. Quy tụ các khinh khí cầu từ nhiều nơi trên thế giới như Anh, Tây Ban Nha, Hà Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan. Khinh khí cầu Vietjet đại diện cho màu cờ sắc áo Việt Nam tại lễ hội này. Vietjet chúng tôi tham dự cái lễ hội khinh khí cầu quốc tế lần này, cũng như là một trong những người tài trợ của chương trình này. Thì chúng tôi cũng mong muốn là với cái lễ hội này, chúng ta đã tạo ra một cái không gian du lịch lễ hội, đồng thời lễ cầu nối văn hóa giữa các địa phương cũng như là quốc tế, và cũng một cái mong muốn là kích cầu du lịch của tỉnh Tuyên Quang cũng như là của quốc gia chúng ta sau một thời gian dài mà chúng ta bị dịch bệnh. Đây là lần đầu tiên Tuyên Quang tổ chức lễ hội khinh khí cầu quốc tế nằm trong chuỗi hoạt động của năm du lịch Tuyên Quang năm 2022. Du lịch được Tuyên Quang xác định là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn dựa trên tiềm năng du lịch, tài nguyên, danh lam thắng cảnh, với mong muốn thu hút được nhiều du khách trong nước và quốc tế. Năm 2022 thì tỉnh Tuyên Quang đặt ra mục tiêu là thu hút ít nhất 2,2 triệu lượt khách du lịch đến với Tuyên Quang. Do đó, trong năm 2022, ngay tại lễ khai mạc du lịch 2022 này thì tỉnh Tuyên Quang tổ chức một chuỗi các cái sự kiện. Thứ nhất là kỷ niệm 75 năm Bác Hồ trở lại Tuyên Quang, lãnh đạo toàn quốc kháng chiến. Thứ hai là tổ chức lễ hội khinh khí cầu quốc tế lần thứ nhất. Thứ ba là khai mạc năm du lịch tại Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang. Trong cái khai mạc năm du lịch này thì có một chuỗi các hoạt động như đua thuyền kayak, nhảy lửa của người Pà Thèn, rồi du thuyền trên lòng hồ, khám phá các hang động, thác nước, hết sức là kỳ thú và nguyên sơ của La Hang, Lâm Bình. Được ngắm nhìn dòng sông Lô thơ mộng lịch sử, được hòa mình vào không gian thiên nhiên rộng lớn, hùng vĩ của núi rừng Tuyên Quang, đây chắc chắn sẽ là một trải nghiệm vô cùng thú vị, khó quên khi được bay trên những chiếc khinh khí cầu đa sắc màu trong dịp này ở Tuyên Quang. Thưa quý vị, hiện nay trên mạng xã hội có xuất hiện một số hình ảnh khinh khí cầu tại ruộng ngô hay là ven sông ở Tuyên Quang, khiến cho nhiều người hiểu lầm rằng là các khinh khí cầu này bị lỗi hoặc là gặp sự cố. Tuy nhiên xin khẳng định rằng là không có sự cố nào xảy ra trong buổi bay khinh khí cầu trong ngày hôm nay cả. Phóng viên của chúng tôi đã có cuộc trao đổi nhanh với bà Võ Ngọc Hà, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn khinh khí cầu Ballooning Media tại Việt Nam để làm rõ hơn về vấn đề này. Cảm ơn chị đã tham gia cuộc phỏng vấn của chúng tôi ngày hôm nay. Dạ thưa chị, là trước những cái hình ảnh trên mạng xã hội lan truyền là khinh khí cầu ở trên các cái cánh đồng cũng như là ven sông, thì chị có lời giải thích như thế nào? Thì khinh khí cầu thì sẽ bay theo chiều gió, và khi mà khinh khí cầu cất cánh bay theo chiều gió thì phi công họ sẽ ngay từ xa và họ sẽ tìm thấy những cái điểm bãi đất trống và họ hạ xuống. Và rất là nhiều người hiểu lầm là cái những bãi đất trống của mình hiện tại giờ mọi người thấy xung quanh khu vực của Tuyên Quang của mình, thì nơi nào trống vắng về an toàn thì họ sẽ hạ xuống. Cho nên là việc mà hạ xuống như vậy thì chuyện đó rất là bình thường. Cho nên là mọi người lần đầu tiên thì rất là nhiều người hiểu lầm. Cho nên là tới lần thứ hai, lần thứ ba thì mọi người sẽ hiểu hơn về kênh khí cầu như thế nào. Khi mà khí công muốn hạ một điểm nào, họ phải nhìn trước từ 1 tới 2 km, họ phải nhìn trước thì họ mới có thể từ từ, tại vì cái khí cầu không thể nào mà rớt xuống vậy được, mà họ phải nhìn từ xa để họ đi từ từ xuống cái địa điểm trống đó để họ hạ xuống. Và họ hạ xuống đến khi nào để cho cái đội, cái crew của họ, tức là cái đội mà phục vụ cái khí cầu tới, và họ sẽ bắt đầu họ làm những công việc là đóng cái khí cầu và gói cái khí cầu đem trở về với lại bãi cất cánh. Vậy thì để đảm bảo an toàn cho mỗi chuyến bay, các phi công được đào tạo bài bản như thế nào ạ? Phi công của lễ hội khinh khí cầu Tuyên Quang là những phi công họ đã có bằng cấp quốc tế và họ đã được cấp bằng và họ đã có nhiều kinh nghiệm để bay khinh khí cầu trên các lễ hội khắp thế giới, và họ đã có nhiều giờ bay và họ đã có kinh nghiệm rất là nhiều. Việt Nam của mình thì đất của Việt Nam mình hơi nhỏ, cho nên chính vì vậy có những cái bãi đáp
và những cái điểm đáp khiến cho nhiều người hiểu lầm. Còn ở bên nước ngoài thì họ sẽ có những cái bãi đáp rộng, thì mọi người nghĩ rằng là cái điểm đáp đó là đúng, nhưng mà thật sự ra mà mình cũng phải nhìn theo cái địa hình của Việt Nam mình, tức là họ sẽ nhìn thấy địa điểm nào trống và họ sẽ từ từ hạ xuống điểm đó, và họ hạ xuống theo một cái chủ quan chứ không phải là do tự nhiên rơi xuống như mọi người đã nghĩ. Một lần nữa xin được cảm ơn chị. Sáng nay 30 tháng 3, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 2 do Thiếu tướng Trần Anh Du, Phó Tư lệnh Quân khu 2 làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra công tác quân sự quốc phòng và công tác đảm bảo an toàn kho vũ khí đạn tại Ban Chỉ huy quân sự huyện Hàm Yên. Cùng đi với đoàn có Đại tá Đặng Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tuyên Quang. Qua kiểm tra thực tế tình hình tổ chức biên chế, số lượng, chất lượng vũ khí, trang bị kỹ thuật, công tác quản lý, bảo quản vũ khí, trang bị, hệ thống kho tàng, việc duy trì nề nếp chính quy ngành kỹ thuật của Ban Chỉ huy quân sự huyện Hàm Yên được Cục Kỹ thuật Quân khu 2 đánh giá cao là đơn vị thực hiện tốt công tác quản lý vũ khí, trang thiết bị. Kết luận buổi làm việc, Thiếu tướng Trần Anh Du, Phó Tư lệnh Quân khu 2 đã biểu dương đơn vị thực hiện nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của các cấp về công tác kỹ thuật, chủ động tiến hành nhiều biện pháp quản lý, giáo dục, nâng cao chất lượng huấn luyện. Công tác quản lý, bảo quản vũ khí, trang bị đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. Đồng chí yêu cầu Ban Chỉ huy quân sự huyện tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền sở tại để lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, không ngừng nâng cao tiềm lực quốc phòng, củng cố sức mạnh tổng hợp của lực lượng vũ trang huyện, đặc biệt làm tốt công tác giáo dục quốc phòng tại địa phương. Cũng trong sáng nay, Hội đồng nhân dân thành phố Tuyên Quang đã tổ chức kỳ họp chuyên đề khóa 22, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Tạ Đức Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tuyên Quang. Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân thành phố đã thông qua nghị quyết về việc bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn vốn phân cấp của thành phố. Nghị quyết về việc bổ sung phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 từ nguồn vốn phân cấp của thành phố và kiện toàn bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, tổng nguồn vốn bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn vốn phân cấp của thành phố để thực hiện đầu tư công trình cải tạo, nâng cấp đường từ khu tái định cư tổ 4 phường Mỹ Lâm đến đường hạ tầng kỹ thuật khu du lịch Sứ quán Mỹ Lâm. Bổ sung phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 từ nguồn vốn phân cấp của thành phố trên 60 tỷ 800 triệu đồng để thực hiện 16 công trình. Hiện nay, việc tổ chức dạy học an toàn, linh hoạt, thích ứng với dịch bệnh đang được các trường học trên địa bàn huyện Yên Sơn thực hiện có hiệu quả, đảm bảo kế hoạch năm học 2021-2022. Thời gian qua, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, trường trung học cơ sở Tứ Quận đã chủ động thay đổi phương án dạy học phù hợp, kết hợp giữa dạy học trực tiếp và trực tuyến nhằm đảm bảo cho các em học sinh được tiếp thu đầy đủ kiến thức. Cùng với đó, nhà trường thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở cán bộ, giáo viên, học sinh thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch. Trong quá trình lên lớp, học sinh phải đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc khi không cần thiết để tránh lây nhiễm chéo. Với cái trường hợp những các em là F0, F1 không thể đến trường để học trực tiếp được thì chúng tôi cũng có những cái phương án để các em trong thời gian nghỉ không bị mất kiến thức. Đối với những học sinh mà gia đình không có điều kiện để tiếp cận với Internet, công nghệ thông tin thì chúng tôi cũng in các bài giảng ra và nhờ địa phương là gửi truyền tải trực tiếp đến tay các em để các em tiếp thu được kiến thức và không bị rỗng kiến thức. Chúng tôi kết hợp giữa gia đình và nhà trường là cũng tuyên truyền với phụ huynh là đối với các em học sinh ấy, khi mà các em tới trường, quay trở lại trường học thì 100% các em học sinh đều phải test trước khi đến trường. Và khi đến trường thì các em đều thực hiện là 100% các em đeo khẩu trang, không tụ tập đông mà chỉ chơi trong phạm vi lớp mình. Lớp nào cũng có cái rửa tay sát khuẩn. Thực hiện phương án tổ chức dạy học thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, các trường học trên địa bàn huyện Yên Sơn đã chủ động xây dựng phương án phù hợp tổ chức dạy học, linh hoạt trong việc kết hợp dạy học trực tiếp với dạy học trực tuyến để cung cấp kiến thức đầy đủ cho học sinh. Tranh thủ thời điểm vàng để dạy học trên lớp đảm bảo khung chương trình, kế hoạch. Phối hợp với ngành y tế rà soát số lượng học sinh, tuyên truyền tổ chức tiêm cho học sinh đảm bảo đúng kế hoạch. Thực hiện các cái nhiệm vụ phòng chống dịch cũng như là dạy học thích ứng an toàn, các thầy các cô cũng đã cố gắng thường xuyên tuyên truyền để cái việc dạy học trực tuyến nó đạt hiệu quả. Ngoài học trực tuyến thì cũng có những cái điểm trường xa cũng đã tổ chức cái việc là giao bài hàng tuần, hàng ngày thì chúng tôi cũng đã kiểm soát cái việc này. Trong đó các đồng chí cán bộ quản lý cũng đã tích cực để đảm bảo cái việc dạy và học.
linh hoạt thay đổi phương án, hình thức dạy học phù hợp nhằm thích ứng với tình hình dịch bệnh sẽ đảm bảo cho các em học sinh tiếp thu kiến thức và an toàn phòng chống dịch. Sau đây là thông tin về tiến độ tiêm phòng vaccine COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Theo báo cáo của Sở Y tế, hôm nay, tại điểm tiêm của tỉnh và điểm tiêm của huyện Na Hàng, Hàm Yên, Yên Sơn và Sơn Dương, đã tiêm trên 6.000 mũi vaccine phòng COVID-19 cho người trên 18 tuổi và cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Trong đó, huyện Sơn Dương là địa phương có số mũi tiêm nhiều nhất với trên 4.000 mũi. Cụ thể, tổng số mũi tiêm trong ngày đối với người trên 18 tuổi đã tiêm gần 90 mũi 1, gần 360 mũi 2 và trên 5.300 mũi 3. Đối với trẻ từ 12 đến 17 tuổi đã tiêm 170 mũi 1 và trên 100 mũi 2, trong đó chủ yếu là độ tuổi từ 12 đến 15 tuổi. Đến hết ngày hôm nay, tỷ lệ tiêm mũi 3 toàn tỉnh đã đạt 76,2%, thành phố Tuyên Quang có tỷ lệ tiêm cao nhất đạt trên 83,6%, Hàm Yên đạt 78,7%, Yên Sơn 78%, tiếp đến là huyện Sơn Dương 73,1%, Chiêm Hóa trên 71%, Na Hàng trên 70% và thấp nhất là huyện Lâm Bình 68%. Tỷ lệ người từ đủ 18 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành tiêm mũi 1 đạt 100%. Tiêm đủ 2 mũi là 99,1%. Đối với trẻ từ 12 đến dưới 15 tuổi, tiêm 1 mũi đạt 99,9%, mũi 2 đạt gần 97%. Chuyển sang phần tin thế giới, sau khoảng thời gian chạy đua tăng cường năng lực sản xuất vaccine phòng COVID-19, ngành vaccine toàn cầu dường như là đang đứng trước tình trạng dư thừa vaccine. Tuy việc phổ biến mũi tiêm tăng cường có thể duy trì nhu cầu đối với vaccine ngừa COVID-19 trên thế giới, nhưng tình trạng khan hiếm vaccine kéo dài suốt năm 2021 đã không còn nữa. Theo công ty phân tích Infinity, hơn 9 tỷ liều vaccine ngừa COVID-19 có thể được sản xuất trong năm 2022, nhưng nhu cầu sẽ giảm ở mức từ 2,2 đến 4,4 tỷ liều một năm kể từ năm 2023. Hơn 11 tỷ liều vaccine đã được tiêm trên toàn thế giới, trong đó tỷ lệ tiêm đang tăng tại các nước nghèo với độ bao phủ vaccine thấp. Sau khi giải quyết tình trạng thiếu vaccine trầm trọng trong năm 2021, sáng kiến tiếp cận vaccine COVAX do Tổ chức Y tế Thế giới WHO điều hành hồi tháng 1 cho biết, lượng vaccine dự trữ hiện nay đã vượt so với nhu cầu. Việc phân phối vaccine, mức độ hiệu quả và thái độ hoài nghi với vaccine là những thách thức chính trong quá trình triển khai tiêm vaccine ở những nơi như châu Phi. Xu hướng này ảnh hưởng đến doanh số bán hàng của các công ty dược phẩm lớn như Pfizer và AstraZeneca. Các chuyên gia cho rằng quan điểm cho rằng biến thể Omicron không gây bệnh nặng và vaccine không thể ngăn ngừa nhiễm bệnh mà chỉ có thể ngăn bệnh chuyển nặng là một trong những lý do khiến nhu cầu về vaccine giảm. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA ngày 29 tháng 3 đã bật đèn xanh cho mũi tiêm nhắc lại thứ hai vaccine ngừa COVID-19 đối với những người từ 50 tuổi trở lên. Đây được xem là nỗ lực nhằm ngăn chặn đợt gia tăng tiềm ẩn khác số ca nhiễm bệnh do BA.2, biến thể phụ của Omicron gây ra. Cơ quan Dược phẩm và Thực phẩm FDA Mỹ dự kiến cấp phép sử dụng vaccine phòng COVID-19 cho Pfizer-BioNTech và của Moderna để tiêm mũi thứ tư hay còn gọi là mũi tăng cường thứ hai cho những người trên 50 tuổi do quan ngại hiệu quả miễn dịch suy giảm trong nhóm đối tượng này. Theo FDA, bất kỳ ai từ 50 tuổi trở lên đều có thể tiêm liều nhắc lại thứ hai ít nhất 4 tháng sau lần tiêm nhắc lại đầu tiên và không xét đến loại vaccine họ đã được tiêm lần đầu. FDA cho biết, có bằng chứng mới nổi lên cho thấy hiệu quả chống lại nhiễm bệnh có triệu chứng và bệnh nặng do biến thể Omicron gây ra sẽ giảm từ 3 đến 6 tháng sau khi được tiêm liều tăng cường ban đầu. Bên cạnh đó, FDA cũng cho phép tiêm mũi thứ tư cho nhóm đối tượng trẻ hơn có hệ miễn dịch bị tổn thương. Cụ thể là trên 12 tuổi với vaccine của Pfizer-BioNTech và trên 18 tuổi với vaccine của Moderna. Giám đốc chương trình Lương thực Thế giới WFP cảnh báo, xung đột tại Ukraine đang đe dọa phá hủy thành quả mà WFP đã nỗ lực suốt nhiều năm qua để đảm bảo lương thực cho khoảng 125 triệu người cần hỗ trợ. Theo người đứng đầu chương trình Lương thực Thế giới, trước khi xảy ra xung đột, một nửa lượng ngũ cốc mà chương trình Lương thực Thế giới hỗ trợ các nước là mua của Ukraine. Ngoài ra, xung đột khiến cho chương trình Lương thực Thế giới cũng không nhập được các sản phẩm phân bón từ Nga và Belarus. Do vậy, mùa màng bị ảnh hưởng nghiêm trọng và sản lượng thu hoạch được dự báo sẽ giảm ít nhất 50%. Giá lương thực và nhiên liệu tăng cao, chưa kể chi phí vận chuyển cũng tăng đã buộc chương trình Lương thực Thế giới phải giảm phần viện trợ của hàng triệu người ở những nơi đang xảy ra khủng hoảng nhân đạo như Yemen. Tổ chức Lương thực Thế giới cảnh báo nếu xung đột tiếp diễn, thế giới sẽ phải trả giá rất đắt vì thiếu lương thực để hỗ trợ nhân đạo. Hiện Nga và Ukraine đều là các nước sản xuất ngũ cốc lớn, chiếm 30% tổng sản lượng lúa mì xuất khẩu, 20% tổng lượng ngô xuất khẩu
và 75% lượng dầu hướng dương xuất khẩu trên toàn cầu. Hiện nay, người dân khi có triệu chứng nghi mắc COVID-19 thực hiện xét nghiệm nhanh tại nhà. Nếu như có kết quả dương tính thì có thể khai báo trực tuyến và nhận được chứng nhận hoàn thành cách ly mà không cần phải đến cơ sở y tế. Sau đây, ông Nguyễn Văn Hiến, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ phần mềm tiện ích này. Cách khai báo trên ứng dụng trên điện thoại, người dân có thể vào từ đường link trên điện thoại hoặc là trên máy tính với địđịa chỉ khai báo f0.tuyenquang.gov.vn. Trong này có khoảng hơn 10 trường, là trường họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ và xác nhận nhiễm COVID mình chụp và gửi trong điện thoại. Và khi hết F0 thì chúng ta cũng chỉ cần khai một trường họ tên thì toàn bộ những dữ liệu của mình đã khai trước rồi đã có sẵn, và ta cũng chụp và gửi cái xác nhận kết quả âm tính, gửi thì toàn phần mềm sẽ tự động xuất ra một quyết định và xã phường chỉ việc in ra ký và gửi cho tổ dân phố, gửi cho người dân. Khi thực hiện khai báo trên điện thoại, người dân chỉ vào địa chỉ khai báo f0.tuyenquang.gov.vn trên điện thoại hoặc trên đính kèm trên Zalo. Người dân chỉ cần khai 10 trường gồm họ tên, địa chỉ, ngày tháng năm sinh trên điện thoại. Sau đó chụp gửi hai mặt căn cước công dân và chụp gửi cái chứng nhận test nhanh hoặc test PCR âm tính hoặc dương tính. Khi chúng ta gửi lên hệ thống xong thì ở phường xã sẽ xác nhận việc đó. Khi xác nhận, ấn nút xác nhận thì sẽ tự động dữ liệu đó cập nhật vào quyết định, và xã phường chỉ việc in quyết định và ký quyết định gửi cho tổ trưởng tổ dân phố hoặc trưởng thôn gửi về cho gia đình. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trực tiếp tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Ngay sau đây sẽ là thông tin về tình hình thời tiết các địa phương trong tỉnh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin kính chào tạm biệt.